Đầu của chiếc xe khách chở hơn 20 người đi lễ chùa đã bị nát như thế này sau khi gặp nạn vào sáng 16 tháng 3 năm 2021 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Thông tin ban đầu vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe khách mang biển số tỉnh Thanh Hóa đang lưu thông theo hướng từ Bắc vào Nam. Khi đến địa bàn xã Nghi Long thì bất ngờ đâm vào đuôi xe đầu kéo mang biển số tỉnh Nghệ An, bị hỏng đổ bên đường. Vụ tai nạn làm một người chết trên đường đưa đi cấp cứu, 20 người khác bị thương phải nhập viện. Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, trong số các nạn nhân bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, có một nạn nhân bị thương nặng phải chuyển qua Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Các nạn nhân còn lại bị đa chấn thương vùng đầu, chân, tay. Một nạn nhân đi cùng chuyến xe này cho biết, đoàn có hơn 20 người xuất phát từ thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa lúc 2 giờ sáng để vào tỉnh Nghệ An viếng đền ông Hoàng Mười. Vụ tai nạn khiến xe khách bị hư hỏng nặng, giao thông bị ách tắc cục bộ. Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông đã đến hiện trường điều tiết phân luồng giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.